Sinh ra ai cũng có ước mơ, ước mơ từ thuở bé thơ, vô tư hòa theo những tháng năm, ước mơ liệu còn bên ta, vì cuộc đời lòng người luôn đổi thay. Dù con tim khi đã hết yêu chắc sẽ không còn. Dậy đi, sao không để anh chạy tới trước công ty? Với chiếc xe này em không muốn người ta nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Cảm ơn anh đã giúp em tiết kiệm được tiền xe buýt và một bữa ăn sáng miễn phí nữa. Em có cần cái gì cũng phải cảm ơn hay không? Chỉ là một ổ bánh mì thôi mà. Tại anh không biết, đã rất lâu rồi ăn sáng ở ngoài đối với em là một điều rất xa xỉ, nên ổ bánh mì này rất đặc biệt. Thôi em đi làm nha. Chào anh. Thanh Thanh, khi nào chúng ta gặp lại? Khi nào mà anh nhớ tới hai điều kiện của em. Ok. Em chào anh à. Thì ra là em có bạn trai rồi hả? Không, anh hiểu lầm rồi. Đó chỉ là một người bạn của em, cho em quá giang thôi à. Người bạn của em anh nhìn rất là quen. Chắc anh không biết ảnh đâu. Ảnh chỉ là một tài xế bình thường thôi. Là tài xế hả? Thôi, mình vô làm đi em. Dạ. Sao, mấy anh có hài lòng không? Rất là hài lòng. Hôm nay các anh cứ ăn chơi thoải mái, mọi chi phí ở đây đã có người thanh toán rồi. Ủa, anh thanh toán vậy anh? Đây, xin giới thiệu với anh, đây là gia chủ, giám đốc của resort Hoa Sen. Chào anh. Chào chào. Mời anh ngồi. Chúng ta không có quyền nhau, tại sao lại thanh toán cho chúng tôi? Anh đừng ngại, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Coi như là lòng quý khách của resort của tôi. Thì anh muốn gì? Rất thẳng thắn, đúng với tác phong của người làm. Tôi cũng không giấu gì, tôi có nghe nói là các anh chuẩn bị đón một đoàn khách về thành phố du lịch. Resort của chúng tôi sẽ rất vui nếu có được kinh. À, thì ra là vậy. Đừng thiết quá, chúng tôi đã nhận lời của resort đến anh. Anh coi sơ qua đi. Resort của chúng tôi có rất nhiều dịch vụ, không thua kém bất kỳ một resort cao cấp nào. À,
phần hoa hồng dành cho các đối tác. Những người mang lại lợi ích cho đường sở không thể. Tiếc là chúng tôi lại nhận được việc quá. Thôi vậy hẹn lần sau nha. Anh suy nghĩ kỹ đi. Con số có thể không lớn, nhưng chúng tôi còn hợp tác lâu dài. Chúng ta đều là người làm ăn, làm việc gì thì cũng phải nên hợp tác không. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ chuyển khoản. Thôi được, thì chúng tôi sẽ nói chuyện lại với bên chúng ta. Thôi. Mời anh. Thôi, vô em. Dạ. Quỷ à, chẳng phải em nói họ đều rất hài lòng về mọi thứ của chúng ta hay sao? Dạ đúng, nhưng mà sáng nay họ gọi báo quỷ, em cũng rất bất ngờ. Em có gọi điện lại xác minh, họ nói là đã đi xem ở nơi khác và thấy phù hợp hơn. Anh phải gọi điện lại nói chuyện với họ. Nhưng mà họ đã ký hợp đồng với resort khác rồi. Resort nào? Resort Hoa Sen. Cái gì? Họ nói là cơ sở vật chất và mọi thứ bên đó đáp ứng được yêu cầu của họ. Chuyện này không đơn giản như vậy. Chắc chắn Gia Vũ đã giở trò gì đó. Nhưng mà không có đoàn khách này thì mình còn đoàn khách khác mà. Em đã kết nối được vài công ty du lịch rồi. Em không hiểu được đâu. Resort chúng ta mới vừa khai trương lại, rất cần quảng bá hình ảnh. Không có cơ hội nào tốt hơn là việc các đoàn doanh nghiệp nổi tiếng xuất hiện tại resort của chúng ta. Việc họ loại chúng ta về mặt uy tín bước đầu mà nói, chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Thôi, anh đừng buồn nha. Được rồi, em cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. Chào anh. Chào cậu. Chào anh. Tôi là Gia Vũ, giám đốc resort Hoa Sen. Rất vinh hạnh được đón tiếp anh. Cảm ơn. Mời anh. Resort của chúng tôi đã chuẩn bị những căn phòng tốt nhất. Hy vọng là anh sẽ hài lòng. Đây là chìa khóa. Ừ. Nhưng tôi có một yêu cầu. Dạ, anh nói đi ạ. Tại vì ngày mai mẹ tôi sẽ tới đây. Vì vậy tôi muốn một phòng tốt nhất để dành cho bà. Bởi vì bà lớn tuổi rồi, đi lại khó khăn. Cậu để một phòng tốt nhất đó nha. Dạ, anh cứ yên tâm ạ. Mẹ tôi xuống máy bay khoảng 2 giờ. Thời gian đó tôi bận họp. Cho nên cậu cho người ở resort ra sân bay đón mẹ tôi được không? Anh cứ giao việc này cho chúng tôi. Vậy thì tốt quá. Nè, một chút tôi sẽ đưa thông tin và hình ảnh của mẹ tôi. Nhưng mà tôi nói trước nha, mẹ tôi là một người rất khó tính, đừng để cho bà chờ. Dạ, tôi hiểu mà. Cảm ơn nhiều. Đáp ứng yêu cầu của đoàn khách này, ưu tiên cho họ về tất cả mọi thứ, phải tuyệt đối, không được làm cho họ phật ý. Vậy còn khách đặt phòng trước rồi sao hả anh? Chúng ta lấy phòng của họ rồi giao cho người khác, vậy mình giải quyết thế nào? Xin lỗi họ và nói họ thông cảm. Giới thiệu cho họ những resort khác. Nếu như họ biết là họ đã đặt phòng trước mà bị lấy ngang giao cho người khác như vậy, em nghĩ là không biết họ có để yên cho mình không. Đó chỉ là những con tép nhỏ, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Hãy làm theo lời tôi. Dạ. Nè, em có sắp xếp được nha. Nếu như mà họ đi hai người thì em có cho họ ở đây cũng được. Còn nếu gia đình ba người thì sắp xếp cho họ phòng này nha. Em cứ linh động sắp xếp cho họ đi nha. Nếu mà họ không thích thì mình sẽ đổi phòng khác cho họ. Còn nếu như mà có trẻ con đi cùng thì em hỗ trợ cho họ. Anh Việt. Dạ em cứ như vậy mà. Anh Việt à, em có chuyện em muốn nhờ anh. Có chuyện gì vậy? Hôm nay em có hẹn gặp đối tác Nhật, nhưng mà tiếng Nhật của em thì dở lắm, họ lại không giỏi tiếng Anh. Hay anh đi cùng có gì giúp em nha. Được, anh rất là sẵn lòng. Đến đi với em.
Dạ, cảm ơn anh. Để em chuẩn bị xe. Xe ổn chưa? Dạ ổn. Ừ, đây là hình ảnh khách hàng nè. Nhớ đón đúng giờ giùm anh nha. Không có bản ghi tên của khách hả anh? À, anh quên. Em ra ngoài lễ tân lấy giùm anh nha. Dạ. Hôm qua mày chạy xe kiểu gì vậy? Sáng nay tao chạy xe được vài cây số thì bị chết máy. Báo hại tao phải sửa xe, đón khách trễ nè. Xin lỗi, có phải bắt Lê không ạ? Đúng rồi, mà tại sao giờ này cậu mới tới chứ? Tôi đứng tôi chờ hơn nửa giờ đồng hồ rồi đó. Khách sạn của mấy cậu làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Dạ xin lỗi bác, vì xe con gặp sự cố. Thôi đừng có nói nhiều nữa, mau đưa tôi về khách sạn đi. Dạ. Dạ bác đợi tôi một chút con cất đồ. Đừng có tiền là hay lắm sao? Cậu nói gì vậy? Dạ không có gì đâu bác. Mời bác. Chuyện gì vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Bác đợi con chút xíu, con đang kiểm tra lại xe. Tôi đợi một tiếng đồng hồ ở sân bay chưa đủ hay sao? Khách sạn của mấy cậu làm ăn là quá tệ hại luôn à. Đi đón thì trễ, phương tiện thì không có chuẩn bị trước gì hết trơn. Thôi kêu taxi cho tôi về đi. Bác đang đợi con một chút đi. Con sửa nhanh lắm. Cậu có nghe tôi nói cái gì không? Gọi cho tôi một chiếc taxi. Bác, con gọi không được. Sao gọi không được? Nếu con gọi không được, tôi gọi. Thôi bác, từ làm từ đi bác vậy? Để con sửa xe xong đi bác. Buông bác ra. Bác ơi. Buông ra. Ủa, hình như phía trước có chuyện gì đó đúng không anh? Bác. Buông ra. Từ từ đi bác. Bác đợi con sửa buông xe cái ra. Đã. Cái cậu này. Ê, ai, à. Bác ơi, bác có sao không bác? Con xin lỗi bác. Chắc là cái xe bị sự cố gì đó. Ờ, đến qua coi xem sao. Ờ, bác bị sao vậy? Đau quá. Cô đợi bác vậy nha. Xe bị hư hả? Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Anh có bác giúp tôi đi sửa xe cái. À. Đau quá. Để con coi chân bác có bị sao không nha. Ai da. Ôi. Ừ, bác ơi, chân bác như vậy chắc là bị bong gân rồi. Bác chờ con chút xíu nha. Để con vô xe con lấy thuốc con thoa cho bác ha. Anh Việt, có chuyện gì vậy anh? À, có bác kia lúc nãy té bị thương, anh qua xoa thuốc cho bác. Ừ. Con đỡ bác vô lề rồi thoa thuốc nha. Ừ. Bác cẩn thận. Để con xoa rượu cho bác. Bác ráng chịu đau một chút xíu nha. Bác thấy sao? Bác thấy đỡ hơn chưa? Ừ, cũng đỡ đỡ rồi con. Cảm ơn con trai. Không ngờ là cách này vẫn còn được áp dụng tới bây giờ đó. Ủa mà sao con có thuốc sẵn vậy? Dạ, mẹ con cũng hay bị bong gân lắm, nên lúc nào con cũng thủ sẵn bên mình một chai thuốc. À, con đúng là đứa con hiếu thảo đó. Mà con làm việc ở đâu? Dạ, con làm việc ở resort Tinh Anh. À,
Mà bác đi đâu vậy? Con à, bây giờ nếu mà bác muốn tới chỗ resort của con ở đó thì có còn phòng không con? Dạ còn chứ ạ. Nhưng mà bác đi du lịch sao chỉ có một mình thôi ạ? Người nhà của bác đâu? Nhắc tới thằng con của bác á thì tối ngày nó lo đi làm không à. Thôi con đưa bác về resort của con đi nha. Dạ. Khoan đã anh, không được đâu bác ơi. Bác, con xin bác mà. Cậu đó nha, tôi chưa tính cậu đó. Cậu mà còn nói nữa đó hả, tôi báo công an liền đó. Đưa đi. Bác, bác từ từ bác ơi. Bác, buông ra bác. Con xin bác mà. Bác, bác đi cẩn thận với bác. Dạ phòng này con chọn riêng cho bác. Bác không cần phải leo cầu thang đâu ạ. Căn phòng này á rất đẹp và thoáng mát, bác rất thích. Dạ. Dạ con xin phép để lại chai dầu xoa bóp này cho bác ạ. Khi nào bác cần bác cứ sử dụng mà. Còn đây là cao dán, có gì bác đau chỗ nào bác cứ dán vào chỗ đó. Dạ con để đây. Cảm ơn con. Bác đi cả ngày mệt rồi, bác có muốn con bóp da cho bác không ạ? Dạ. Con ơi, resort của con á luôn chuẩn bị cái loại này để cho người lớn tuổi hay sao con? Dạ không, cái này là của con mua để cho mẹ con sử dụng. Nhưng mà bác cứ sử dụng đi ạ. Nó rất là tốt đó bác. Nè cậu Vũ. Cậu đã cho người đi đón mẹ tôi chưa? Anh yên tâm, tôi đã lo xong hết rồi. Chắc giờ này cũng sắp sửa về tới. Tài xế vô kìa. Sao, đã đưa bác gái lên phòng nghỉ ngơi chưa? Có chuyện rồi giám đốc. Ủa, chuyện gì? Mẹ tôi đâu? Dạ, em đưa bác đi giữa đường thì xe bị trục trặc nhẹ. Em chỉ xin bác có 5 phút, nhưng bác không chịu đợi mà đón xe khác. Cái gì? Anh để mẹ tôi đi xe của người lạ hả? Dạ, em không đồng ý, nhưng bác gái nhất quyết đi, em không cản được. Bây giờ tóm lại mẹ tôi đang ở đâu? Đi xe của ai và ai đón mẹ tôi? Anh bình tĩnh đi. Chắc bác gái cũng đang trên đường đến đây, nhưng bị kẹt xe hay là gì đó thôi. Chỉ có một chút chuyện nhỏ như vậy, những người đi sau của anh làm không xong. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi trở vô hầm, một hồi tôi ra mà không thấy mẹ tôi thì đừng trách tôi. Có chuyện gì? Kể rõ ràng cho tôi nghe. Dạ, sáng nay em lên nhận xe từ tài xế ca trước. Xe vẫn chạy bình thường, nhưng được vài cây số thì bị chết máy giữa đường. Bà ta không đợi sửa, nhất định đòi đón taxi về. Em không cho. Rồi sao nữa? Em lỡ làm té bà ta. Rồi đâu xuất hiện một chiếc xe vô giúp đỡ bà ta, và bà ta đi theo chiếc xe đó luôn. Mày có bị điên không? Tự nhiên giao khách cho một chiếc xe lạ, lỡ như bà ta mất tích thì resort chúng ta biết ăn nói làm sao? Dạ em biết, nhưng mà bà dữ quá, bà còn đòi báo công an. Với lại chiếc xe đó là bên resort tin anh. Cái gì? Tại sao tụi nó lại có mặt đúng vào lúc đó vậy? Em cũng không biết nữa. Rồi họ nói đưa bà ta về resort của họ. Tao không tin là có chuyện trùng hợp như vậy. Giờ mày lên phòng tài chính, lấy lương, biến khỏi bắt tao. Đi. Dạ chào ông, tôi có thể giúp được gì cho ông ạ? Cho tôi hỏi, ở đây có một vị khách nào tên Nguyễn Thanh Lê không? Dạ không ạ. Tại sao lại không? Đây là con trai của bác Lê. Anh đang có chuyện rất là khẩn cấp. Nếu mà không tìm được bà thì là chuyện lớn đó. Dạ em rất tiếc, nhưng mà em không được phép tiết lộ. Vậy nếu như có chuyện gì xảy ra, cô có chịu được trách nhiệm không? Dạ. Có chuyện gì vậy? Cậu, tôi muốn biết địa sọ của cậu. Có người nào tên Nguyễn Thanh Lê không? Bà đó là mẹ của tôi muốn gặp ngay bây giờ. Nhân viên của mày đã đưa bà ấy về resort này. Dạ, đây là yêu cầu của khách. Anh làm resort thì cũng phải biết quy tắc. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng yêu cầu của khách. Nếu muốn chúng tôi tiết lộ, trừ khi đó là công an. Nguyên tắc à? Mày cướp khách của resort tao, có gọi là nguyên tắc không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Mày đừng có giả bộ nữa. Chính người của mày đã tìm cách lôi kéo khách của resort tao. Tao sẽ kiện mày lên sở du lịch. Muốn kiện thì phải có bằng chứng chứ. Bây giờ tôi không tranh cãi với hai người nữa. Tóm lại tôi muốn gặp mẹ tôi. Còn muốn gặp công an, tôi sẽ báo công an.
Thưa anh, có thể vì một lý do nào đó mà mẹ anh không muốn gặp anh. Còn về quy tắc làm việc, resort của tôi không hề sai. Lôi kéo người khác mà còn không sai à? Chính tôi là người tự đến đây nè, không ai lôi kéo hết đó. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tại sao mẹ lại tắt điện thoại, con không liên lạc với mẹ được? Trời ơi, nếu con lo cho mẹ như vậy á, thì con đâu có bỏ mặc mẹ đứng ở sân bay một mình đâu. Mà mẹ bị té trẹo chân đây nè, tại cái thằng tài xế hỗn láo đó. Rất xin lỗi bà, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Cậu là ai vậy? Dạ, con là giám đốc của resort Hoa Sen. Con rất tiếc vì sự việc đã xảy ra, con xin hứa sẽ khắc phục và đền bù ạ. Chà, đền bù hả? Resort của cậu đó, nhân viên á thì không lễ phép, đưa đón người lớn tuổi á thì trễ nải cả tiếng đồng hồ, còn làm tôi bị té trẹo cái chân đi nè. So với các nhân viên ở đây á thì đúng là thua xa. Cậu Vũ, có chuyện này không vậy? Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi anh. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Đây là cái resort tốt nhất mà mẹ đã từng ở. Lần sau nếu có đến thành phố này công tác thì hay là hội thảo khách hàng gì mẹ muốn chọn nơi này nè. Còn bây giờ mẹ không muốn đi đâu nữa hết. Dạ, dạ được mẹ. Anh Long à, chúng tôi... Cậu đừng nói nữa. Tôi đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cậu không bao giờ có trách nhiệm. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi không bao giờ hợp tác với khách sạn Hoa Sen của cậu nữa. Thôi, đừng có cãi gì nữa hết trơn á. Đã đến đây rồi á thì bây giờ chúng ta đi dạo cho biết hết cái resort này đi. À, còn đây nè, đây là anh Diệp, người đã giúp mẹ giữa đường rồi đưa mẹ tới đây đó. Cảm ơn cậu đã chăm sóc mẹ tôi. Dạ không có gì. Đi mẹ. Dạ, cùng mời bà. Anh Long, anh Long. Kinh doanh resort thì phải dựa vào thực lực, không phải là thủ đoạn. Mày giỏi lắm. Với thân phận của anh, không nên đôi co ở đây. Alo, sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Giờ này không phải là giờ nghỉ trưa. À, đúng rồi, em quên mất. Anh gọi em có gì không? Anh muốn mời em đi ăn trưa. Anh không phải làm việc hả? Sếp của anh vẫn chưa về. Anh biết có một quán cơm rất là ngon, giá lại mềm nữa. Thôi được, nhưng anh có nhớ hai điều kiện em đã giao kèo không? Đi xe máy của anh, tiền chia đôi. Chính xác. Ok, chị hẹn anh 15 phút nữa ở trước cổng công ty nha. Ok. Anh làm em giật hết cả mình. Xin lỗi, anh không cố ý. Thanh à. Dạ. Anh cần một số tài liệu chỉnh sửa lại. Em làm giúp giùm anh nha. Làm luôn bây giờ hả anh? Ừ, đúng rồi. Em tranh thủ giùm anh. Anh đang cần gấp cho buổi họp tối nay. Bộ em có việc gì bận hả? Dạ không anh, em sẽ làm liền. Tốt lắm. Vậy bây giờ anh sẽ đi mua cơm về công ty cho em. Cố gắng sống sót giùm anh nha. Dạ. Tiến à, đưa anh kia qua xe. Dạ, xe của em là xe Novo 4877. Cảm ơn em, anh đi 2 tiếng thôi. Dạ không sao, giám đốc cứ đi thoải mái. Em làm việc tới khuya mới hết ca. Anh đang qua đây. Anh ơi, em có việc đột xuất ở công ty, chắc là em không đi ăn với anh được rồi. Vậy thì anh mua đồ ăn qua nha. Em đang làm gấp lắm nên không có thời gian đâu. Chút nữa em sẽ tự ăn sao. Cảm ơn anh nha. Vậy thôi. Hẹn em lần sau nha. Dạ, chào anh. Trả lời em nè. Dạ. Anh Lâm, hôm nay bên công ty du lịch Hạ Xanh muốn gặp mặt chúng ta để bàn lại về hợp đồng. Được, em cứ sắp xếp đi. À,
Anh đã ăn trưa chưa? Hay là đi ăn với em nha? Anh không đói, em đi ăn trước đi. Sở dĩ tôi muốn gặp gấp hai người chỉ có một số bổ sung trong hợp đồng. Anh có thể email cho em mà. Gặp thì nói chuyện dễ hơn. Đây, anh coi đi. Hôm nay tôi sẽ vạch mặt thân phận của anh trước Thanh Thanh. Alo, em tới đâu rồi? Em tới rồi nè. Anh đang ở phòng nào vậy anh? Em vô phòng số 7 đi nha. Dạ, em vô liền. Còn ai nữa sao? Cô nhân viên của tôi thôi. Em có chút việc, em ra ngoài nha. Mời. Gì đó? Tao đang đi công chuyện. Tao đang có việc gấp, mày giúp tao liền nha. Có chuyện gì mày nói đi. Tao đã cần số điện thoại và email của các công ty du lịch Thái Bình, Thiên Sơn, Phong Lưu. Mày gửi cho tao gấp nha. Để tao gửi sao được không? Bây giờ tao phải đi gặp sếp nè. Không được, tao đang cần gấp lắm. Tao sẽ giải thích cho mày sau. Gửi liền cho tao nha. Thôi được rồi, mày đợi tao một tí nha. Alo, anh Lâm hả? Em đang có chút chuyện ở ngoài này nè, anh ra liền nha. Được rồi. Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Sao cô ấy lại ở đây? Chắc là tới hợp cùng với ông Sang. Lúc này không thể để cho cậu biết thân phận của mình được. Cô đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Dạ, em xin lỗi, em sẽ đền cho chị. Đền hả? Cái này 20 triệu á, cô đền được không? Đền liền đi. 20 triệu á hả? Sao, không có tiền đúng không? Không có tiền á thì phải đi đứng cho cẩn thận chứ. Sống phải biết mình đang ở vị trí nào. Dạ, em xin lỗi chị. Đây là bạn gái của tôi. Có gì tôi sẽ đền cho cô. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Đây, anh đã nói rồi, phải cẩn thận một chút chứ. Nè, đây là danh thiếp của tôi. Có gì cứ liên lạc với tôi. Nhưng mà... Được rồi, cứ giữ lấy cái đồng hồ này. Có gì cứ liên lạc với tôi. Cái này thì còn được. Mình đi em. Cảm ơn anh đã xuất hiện kịp lúc. Lúc đó em không biết phải làm sao nữa. Sao em hiền quá vậy? Bị người ta la vậy cũng chịu được hả? Em biết làm gì chứ. 20 triệu đối với em là một con số quá lớn. Cố nhịn cô ta một chút thì có thể sẽ được đền với một cái giá rẻ hơn. Tiền. Từ lúc anh gặp em tới giờ, lúc nào cũng nghe em nói tới tiền. Thật sự là tiền với em quan trọng vậy sao? Từ nhỏ, cuộc sống của em đã gắn liền với cơm áo gạo tiền rồi. Nếu không có tiền, em sẽ không thể đứng vững tới ngày hôm nay. Và cũng không có mục đích nào để mà theo đuổi. Nhưng mà tiền không phải là tất cả. Em biết. Nhưng cuộc sống thực tế thì sẽ không giống như mấy câu lý thuyết mơ hồ. Nó rất thật. Thật tới tàn nhẫn. Thật ra, nếu như có nhiều tiền, chưa hẳn là hạnh phúc. Làm sao mà anh biết được?
Anh cũng đâu phải là người có nhiều tiền. Chính là không có nhiều tiền cho nên anh nghĩ vậy thôi. Mà nói thiệt em nha, nếu như em có nhiều tiền thì em sẽ làm gì? Làm gì hả? Ừ. Em sẽ làm nhiều thứ lắm. Đầu tiên, em sẽ mua một căn nhà thật to cho ba và em trai của em ở. Sẽ cho em trai em đi học đại học tốt nhất. Và sẽ đưa gia đình em đi du lịch tất cả mọi nơi. Sao cái gì cũng cho gia đình hết vậy? Còn em? Em á hả? Đối với em, niềm vui của gia đình mới là tất cả. Em sẽ cố gắng để dành tiền để mua lại cho anh một cái đồng hồ mới. Nhưng bây giờ thì chưa được. Coi như là em thiếu nợ nha. Từ bỏ đi. Cái đồng hồ đó rẻ lắm. Nếu rẻ, tại sao cô gái đó lại chấp nhận mà không đòi hỏi gì thêm? Đồ nhái đó. Với lại làm tài xế thì làm gì có một cái đồng hồ giá trị vậy chứ. Cũng đúng. Nhưng nếu vậy thì là lừa đảo rồi. Ai biểu cô ta hung dữ chị? Với lại em cũng được cô ấy nấy. Cô ta đã quá đó. Cái điện thoại đó cũng là hàng nhái thôi. Thiệt hả? Ừ. Vậy mà em cứ tưởng. Em thấy đẹp không? Nhìn như đồ thiệt, nhưng mà thật ra cũng chỉ là hàng nhái thôi. Sao rồi em? Em đã nói lại với anh Sang là tối hôm qua em có việc đột xuất. Và anh ấy cũng đã thông cảm và hẹn vào bữa khác. Lúc đó em có chuyện gì vậy? Sao điện thoại anh ra ngoài, rồi khi anh ra ngoài lại không gặp em? Bởi vì Thanh Thanh là bạn thân của em. Em đã biết hết mọi chuyện của anh rồi hả? Đúng. Nhưng mà Thanh Thanh thì chưa. Em không muốn làm cho nó bị thất vọng. Bởi vì nhiều năm rồi, chưa bao giờ em thấy nó đặt niềm tin vào ai nhiều như vậy hết. Anh không có ý lừa dối Thanh Thanh. Em không muốn biết là anh có lừa dối hay là không. Nhưng mà Thanh Thanh rất ghét sự giả dối. Nếu như mà nó phát hiện ra bấy lâu nay anh lừa dối nó, nó sẽ rất là đau đó. Anh hiểu rồi. Em không biết tại sao mà lại giúp anh nữa. Tự nhiên em đi lừa gạt bản thân của mình. Chắc là em muốn cả hai có một kết quả tốt. Nhưng mà cây kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ bị lòi ra. Anh suy nghĩ kỹ nha. Thôi em đi ra ngoài. Quỳnh à, dù sao cũng cảm ơn em đã giúp anh. Cuối cùng rồi em cũng chịu đến gặp anh. Lần trước chẳng phải em đã nói rõ rồi sao? Chúng ta đã kết thúc rồi. Bộ anh không hiểu hay sao? Vậy sao? Anh đừng có hăm dọa nữa. Em không có sợ anh đâu. Vậy anh hỏi em, tại sao xe của resort anh lại bị hư? Và tại sao chiếc xe của resort tên anh lại có mặt ở đó? Lại có em ở trong đó nữa. Ủa, anh nói vậy là có ý gì? Chỉ là trùng hợp, đúng lúc em đi ngang qua thôi mà. Trùng hợp à? Thằng trợ lý giám đốc đó lại. Anh ta là anh gì? Một người rất là giỏi. Resort có thể vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn là nhờ công đóng góp của ảnh đó. Hải Lâm thật may mắn.
nó luôn có những thứ tốt nhất. Ngay cả trái tim của người con gái mà anh cài vào lại. Không đúng. Em tiếp cận Hải Lâm chỉ là để lấy thông tin cho anh thôi. Em nói em không yêu, nhưng hành động của em làm cho anh rất thức. Em nói là không có. Em đừng có chối nữa. Chiếc xe của resort anh không tự nhiên mà hư, và chiếc xe của resort tên anh không tự nhiên xuất hiện. Tất cả đều có lý do của nó hết. Em coi đi. Cho em coi mấy cái này để làm gì? Em đóng kịch giỏi lắm. Cũng từ thằng quản lý phản bội này mà anh tới được quán cà phê và biết được bí mật. Em đợi anh có lâu không? Em cũng mới tới thôi. Cảm ơn anh đã giúp em lần này. Anh không biết là em đang toan tính chuyện gì, nhưng đây là lần cuối cùng anh giúp em. Ủa mà tại sao vậy? Anh không muốn mạo hiểm nữa. Lỡ mà gia Vũ phát hiện anh là người bấy lâu nay cung cấp thông tin khách cho em á, anh nghĩ là anh chết chắc. Anh đừng có lo, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Làm sao mà không lo được em? Anh là người có gia đình, có vợ, có con. Anh muốn an toàn và ổn định. À, từ đây về sau em đừng gọi cho anh nữa. Thôi, vậy được rồi, em không ép anh. Nhưng mà anh phải giữ kín bí mật này nha. Ừ, anh biết rồi. Thôi, em đi trước để tránh bị nghi ngờ. Ừ. Dù sao cũng cảm ơn anh. Chào em. Thì ra bấy lâu nay mày lừa tao. Em thật là lợi hại đó. Anh gài em vào resort tin anh để lấy thông tin, còn em lại cài một người khác vào để theo dõi anh. Anh biết em chưa bao giờ cần tiền để gì tiền. Vậy thì hành động này là gì? Vì tình yêu dành cho Hải Lâm mà em bán đứng ân nhân của mình à? Vậy bây giờ anh định làm gì? Tố cáo em hả? Anh sẽ cho em cơ hội lấy công chuộc tội, tiếp tục làm tay trong cho anh. Anh sẽ coi như là không có đoạn video này. Còn không, anh sẽ tố cáo em. Nếu vậy thì cả hai chúng ta cùng vào tù thôi. Trong 3 năm em làm nội gián cho anh. Em đã ghi lại tất cả những bằng chứng trao đổi với anh và em. Nếu như mà em vào tù, anh nghĩ anh có thoát được không? Khốn nạn, còn dám. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã biết anh là một người không biết giữ lời hứa. Tất nhiên em phải phòng bị cho mình chứ. Trong 3 năm qua em đã làm cho anh rất nhiều thứ. Thời hạn giao kèo cũng đã hết, cho nên là bây giờ không ai nợ ai hết. Hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng, anh đừng có làm phiền em nữa được không? Nếu như mà anh để cho em yên thì em sẽ để cho anh yên. Cô đúng là khốn kiếp. Khốn kiếp hả? Em thấy em với anh cũng là cá mè một lưới với nhau thôi mà. Bây giờ anh tố cáo em với công an hay là tố cáo em với Hải Lâm thì người không có lợi cũng là anh thôi. Tự suy nghĩ đi. Được thôi. Nhưng trước khi đi, anh muốn hỏi em một câu. Em có từng yêu anh không? Không. Giữa tôi và anh chưa bao giờ có. Điên hả? Chúng ta chưa kết thúc đâu.
Lên. Xin chào. Anh đợi tôi lâu chưa? Tại sao anh hẹn tôi ở đây? Nếu như không làm vậy thì làm sao tôi có thể gặp được anh? Ăn gì? Đã gọi chứ? Tôi không cần. Anh muốn gì? Đừng tỏ thái độ đó với tôi chứ. Dù sao thì chúng ta cũng làm chung ngành. Nhưng mà chúng ta không cùng chung chí hướng. Tôi biết là thời gian qua có nhiều việc hiểu lầm, làm cho anh có cái nhìn không tốt về tôi. Nhưng mà không sao. Thời gian còn dài, và cơ hội còn nhiều để chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi không hiểu ý anh. Tôi trân trọng mời anh về làm cho resort của chúng tôi. Vị trí là giám đốc điều hành. Tại sao lại là tôi? Tôi đánh giá cao về năng lực và trí tuệ của anh. Chỉ cần anh đồng ý về làm cho resort chúng tôi. Tin anh trả cho anh bao nhiêu, resort của chúng tôi sẽ trả cho anh gấp đôi. Cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi. Nhưng tôi hài lòng với công việc hiện tại của tôi. Khoan. Anh phải biết là không có nhiều người mà tôi đến gặp mặt như thế này. Thì là anh cứ ra một cái giá đi. Tôi sẽ đáp ứng cho anh. Anh đang làm mất thời gian của tôi. Giờ anh. Thôi được. Nếu anh thay đổi ý kiến thì resort của chúng tôi luôn chẳng đồng anh. Nhưng mà trước khi đi tôi có một thắc mắc. Cái gì làm cho anh chê mức lương hấp dẫn của resort tôi mà lại gắn bó với tinh hành vậy? Đó là tình bạn. Điều mà tôi chắc chắn anh sẽ không bao giờ có. Hải Lâm đúng là rất may mắn. Nhưng nó không phải là một người bạn. Anh không đủ tư cách để phán xét. Mong là sau này anh sẽ không bao giờ làm mất thời gian của tôi nữa. Anh gọi em gấp có chuyện gì không? Em ngồi đi. Về bữa tiệc chiêu đãi khách hàng và đối tác, em lo tới đâu rồi? Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ còn gửi thiệp nữa là xong thôi. Tốt lắm. Anh muốn nhân cơ hội này tạo ra sự liên kết của các resort với nhau. Bao gồm cả resort Ba Sen hả? Em cứ gửi giấy mời cho họ. Nếu như họ muốn tới thì tới. Anh chủ trương là không gây chiến với Gia Vũ nữa. Sau buổi tiệc này, anh sẽ nói tất cả với Thanh Thanh. Anh không muốn giấu cổ nữa. Rồi lúc đó cổ quyết định thế nào, anh cũng chấp nhận. Em hiểu. Anh hy vọng là cổ sẽ hiểu cho anh. Cảm ơn em nha, đã thức tỉnh anh kịp lúc. Hải Lâm à, anh có tình cảm với Thanh Thanh thật sao? Anh không biết nói sao nữa. Nhưng mà cổ là người làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái mỗi khi gặp mặt. Vậy còn em? Em cũng đã gắn bó với anh lâu rồi đó. Anh không ngờ em cũng biết nói đùa nữa đó. Vậy anh, em không chỉ là một người cộng sự tốt mà còn là một người bạn rất tốt nữa. Cảm ơn anh đã nâng vị trí của em lên. Sinh ra ai cũng có ước mơ, ước mơ từ thuở bé thơ. Con tim khi đã hết.
nhắm mắt thức dậy đi.